Chào các bạn, cái thời điểm mà mình nghe tin được rằng là Valorant chuẩn bị chính thức ra mắt tại Việt Nam, tức là vào tháng 4 là thời điểm video này đã lên sóng rồi, thì mình liền suy nghĩ ngay là mình sẽ phải ăn theo trend, mình sẽ phải làm rất là nhiều những cái video liên quan tới Valorant. Và hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn chuỗi những cái video liên quan tới Valorant. Và bắt đầu ngày đầu tiên đó chính là màn hình chơi Valorant thì cần quan tâm gì, với một tựa game mà đã và đang ra mắt với rất nhiều những cái hòn mã chắc chắn là game thủ sẽ rất là quan tâm, cho nên là mình sẽ kiếm view từ nó. Mời các bạn xem video. Với game Valorant nói riêng và các cái tựa game FPS nói chung thì mình nghĩ là cái quan tâm đầu tiên của anh em đó chính là quan tâm về kích thước. Thì ở đây mình sẽ chia làm hai đối tượng người dùng khác nhau. Một là đối tượng người dùng hardcore hoặc là chuyên nghiệp, và thứ hai là nếu như các bạn có chơi game Valorant vui vui và thêm những game khác nữa. Thì đối với cái đối tượng đầu tiên đó là những người dùng mà chơi một cách chuyên nghiệp và nghiêm túc á, thì mình nghĩ là các bạn nên quan tâm với kích thước là khoảng 24 hoặc là 25 inch. Với cái kích thước này là cái kích thước tiêu chuẩn dành cho những cái giải đấu CS:GO hoặc là giải đấu FPS game trên toàn thế giới. Nên là đối với cái kích thước này mình thấy là nó cũng khá là hợp lý, tại vì khi mà các bạn chơi những cái tựa game FPS mà với kích thước nhỏ như thế này á, thì cái con mắt nhìn của các bạn nó sẽ khá là dễ dàng đảo mắt ở khắp mọi nơi ở trên cái tầm nhìn của anh em. Thêm vào đó nữa thì cái kích thước này nó cũng giúp cho các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy những cái chi tiết ở trong cái tựa game mình đang chơi. Vậy nên đây là một cái kích thước tiêu chuẩn thì mình nghĩ là cũng hợp lý. Còn đối với cái loại người thứ hai, tức là bạn thuộc vào tuýp người mà chơi không chỉ Valorant mà những game khác nữa, thì mình thấy là cái này nó cũng tùy theo sở thích thôi. Có người thích 24 inch, có người thích 27 và người thích 32. Như mình thì mình nghĩ là 27 inch là khá hợp lý. Thì 32 thì nó sẽ hơi bị quá cỡ đối với một số những mắt nhìn của anh em. Và thêm vào đó nữa là nếu như cái góc ngồi của bạn mà nó không đủ xa thì nó cũng sẽ khiến cho các bạn dễ bị đau mắt. Nên là nếu như kích thước mà mình khuyến nghị các bạn vừa chơi Valorant và các game khác thì 27 inch là đẹp. Thứ hai chắc chắn bạn cần quan tâm đó chính là về tần số quét của màn hình. Cái này cơ bản rồi. Thì thật ra tần số quét màn hình rõ ràng là càng cao thì càng tốt, các bạn biết rồi. Hiện tại thì các cái màn hình mà tầm khoảng 144Hz, giá khoảng đâu đó 5 triệu có rất nhiều luôn. Và nếu như có thể nữa thì đương nhiên là tần số quét càng cao càng tốt, có thể là lên là 240 hoặc là 360 nếu như các bạn nhiều tiền. Nhưng mà về căn bản mình nghĩ là từ 144Hz trở lên là đã khá là ok rồi. Và nếu như các bạn nào chưa biết thì đối với các màn hình 144Hz ngay thời điểm hiện tại mà các bạn muốn tiết kiệm tiền, thì GVN đang có sẵn một con LG 24GL600F. Con này là một con màn hình giá 4 triệu mà đã có 144Hz. Chỉ có một cái vấn đề là con này sử dụng tấm nền TN, cho nên là nếu như các bạn nào mà muốn màu sắc đẹp hơn chút xíu thì các bạn có thể chọn một option khác với giá cao hơn. Còn nếu như các bạn nào mà thực sự chỉ quan tâm tới cái tốc độ phản hồi ở trong game của anh em thì con màn hình này mình thấy khá là ok. Tại vì mặc dù là TN với cái góc nhìn nó hẹp hơn một chút xíu, nhưng mà với cái tốc độ nó cho lại mình thấy là cái trải nghiệm của anh em nó cũng sẽ khá là ổn áp. Đây là cái thông số thứ ba mà mình nghĩ là các bạn nên quan tâm khi đi mua màn hình, đó chính là về tốc độ phản hồi. Thì về tốc độ phản hồi ngay thời điểm hiện tại thì chủ yếu nó sẽ nằm đâu đó từ khoảng 1 mili giây tới khoảng 4 mili giây là một cái mức tiêu chuẩn để các bạn có thể chơi FPS game. Thì về căn bản các bạn sẽ cần phải để ý một chút xíu về cái panel màn hình hoặc là cái tấm nền sử dụng màn hình. Thì màn hình ngay thời điểm hiện tại các bạn biết rồi, chúng ta có ba loại tấm nền chính. Một là TN thì với cái tốc độ phản hồi là nhanh nhất và giá thành cũng rẻ nhất, nhưng góc nhìn sẽ bị hẹp. Và loại thứ hai đó chính là tấm nền VA. VA thì thường sẽ có một cái độ sâu màu tốt, màu sắc rực rỡ và độ tương phản cao. Tuy nhiên thì cái độ trễ của VA thì thường sẽ là cao nhất, cái latency nó cho lại cũng sẽ gọi là cao nhất. Và loại tấm nền thứ ba đó chính là IPS thì rất là nổi tiếng rồi, nó cân bằng giữa TN và VA, có một cái tốc độ phản hồi nhanh, màu sắc đẹp, chỉ có một cái là độ tương phản của cái tấm nền IPS thời điểm hiện tại thì vẫn chưa được quá cao thôi. Cho nên là nếu như chốt gọn lại thì mình nghĩ là anh em có thể chọn tấm nền TN hoặc là IPS sẽ là hợp lý nhất ngay thời điểm hiện tại. Thì VA thì cái độ trễ nó thường sẽ là khá cao nên là mình không khuyến nghị. Thì đối với màn hình IPS mà 144Hz giá khoảng đâu đó 5-6 triệu như mình có nói thì nó cũng đã khá là nhiều. Nhưng mà tốt nhất thì anh em nên lựa cho mình những cái tấm nền IPS có cái tốc độ phản hồi đó là khoảng từ 4 mili giây đổ lại đối với ray to ray sẽ là tốt nhất. Đương nhiên thì 1 mili giây thì lại càng tốt nữa. Và ngay thời điểm hiện tại thì mình đang giữ và đang test một con Aorus FE25S với cái tốc độ phản hồi chỉ là 0.5 mili giây, cực kỳ tuyệt vời, cực kỳ ngon. Nên là sắp đến mình sẽ làm review cho các bạn luôn cả về cái con màn hình này. Và
Và cái thứ tư mình nghĩ là các bạn cũng nên quan tâm một chút xíu, đó chính là tính năng hỗ trợ cho gaming. Tại vì màn hình gaming ngay tại điểm hiện tại á, thì họ sẽ thường add on thêm một số cái tính năng hỗ trợ mà mình thấy là khi anh em sử dụng thì nó cũng sẽ khá là wow, khá là ok. Dễ thấy nhất á, thì sẽ có một số cái tính năng như là tạo cái nồng tâm ảo. Đối với một số những cái tựa game mà anh em chơi ngay tại điểm hiện tại thì hầu như là người ta không để cái nồng tâm cho anh em ở giữa màn hình, thì nó sẽ tạo cái nồng tâm ảo cho các bạn để nhìn ở giữa màn hình dễ dàng hơn chẳng hạn. Nó như một dạng cheat vậy đó anh em. Cái thứ hai thì một số những cái tính năng như là Super Resolution ở trên các cái màn hình Aorus, nó sẽ giúp cho các bạn có thể nhìn rõ chi tiết hơn, tức là chi tiết nó sẽ có vẻ như là được add thêm sharpen, nó sẽ gai mắt hơn, nhưng mà từ đó thì cái chi tiết hiển thị nó cũng sẽ tốt hơn. Và hay là cái tính năng Override ở trên một số những cái màn hình LG chẳng hạn, nó sẽ giúp cho các bạn có một cái tốc độ phản hồi là nhanh hơn, anh em có thể nhìn rõ những cái chi tiết ở trong ảnh hơn khi mà nó lướt nhanh qua màn hình của các bạn. Vậy nên là có rất là nhiều cái tính năng hỗ trợ cho game. Theo mình thì cái tính năng Override sẽ là cái tính năng hấp dẫn nhất, và các bạn nên lựa chọn những cái màn hình có cái tính năng này. Và cuối cùng đương nhiên màn hình cũng là thứ dùng để nhìn, cho nên là về thương hiệu và màu sắc anh em cũng cần phải quan tâm. Về thương hiệu thì thật ra là các bạn cứ lấy các cái màn hình mà các bạn muốn ở cái thương hiệu mà các bạn thích thôi. Asus nè, MSI nè, Gigabyte nè, Aorus nè, rồi ViewSonic nè, rồi BenQ nè, nhiều. Nói chung là thương hiệu thì các bạn cứ lựa chọn các hãng mà các bạn thích. Tuy nhiên thì về màu sắc á, các bạn cũng cần lưu ý một chút xíu. Anh em nên lựa chọn các cái màn hình có cái không gian màu là 100% sRGB. Nó là tiêu chuẩn ngay tại điểm hiện tại để các bạn nhìn những cái nội dung trên internet. Và thêm vào đó nữa thì các bạn cũng cần rất cần quan tâm tới độ sáng của màn hình. Độ sáng của màn hình nếu như quá thấp thì khi các bạn sử dụng lâu dài về sau, có thể là khoảng nửa năm, có thể là 1 năm, 2 năm, thì cái đèn nền nó sẽ bị lão hóa dần và nó càng ngày càng tối đi. Nên là nếu như các bạn lựa chọn các màn hình mà nó quá tối, cái độ sáng nó không được cao, thì sau này anh em sử dụng sẽ khá là khó khăn. Và về căn bản nha, mình vẫn khuyến nghị anh em lựa chọn các cái hãng hoặc là các cái thương hiệu có cái tên tuổi chút xíu, chẳng hạn như là các cái thương hiệu vừa mới kể ra. Còn nếu như các bạn lựa chọn các cái branding, các cái nhà sản xuất mà nó không có nhiều tên tuổi thị trường, nên là nếu như các bạn sử dụng càng về sau thì cái sản phẩm nó sẽ càng ngày càng tệ đi, và khi đó thì các bạn cũng không được bảo hành tốt như là những cái thương hiệu mà mình vừa kể trên. Vậy đó là năm cái ý mà mình vừa muốn chia sẻ cho các bạn về vấn đề đi mua màn hình chơi Valorant thì cần quan tâm gì. Thứ nhất, đầu tiên đó chính là kích thước 24, 25, 27, 32. Tùy anh em, nhưng mình thì mình khuyên anh em nên sử dụng là 24, 25 và 27 thôi. Thứ hai là tần số quét, thì từ 144Hz trở lên là ok. Thứ ba là tốc độ phản hồi 1-4mg ray to ray là hợp lý nha anh em. Và thứ tư đó chính là tính năng hỗ trợ, có cũng được, không có không sao, nhưng nếu như có thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và thứ năm đó chính là thương hiệu và màu sắc. Hãy lựa chọn cho mình những cái chiếc màn hình đến từ những thương hiệu lớn và đủ uy tín để các bạn có thể sử dụng màn hình đâu đó từ khoảng 1-5 năm tới mà vẫn sử dụng được ngon. Vậy đó là video của mình, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi. Đừng quên GVN sẽ lên sóng vào lúc 19 giờ hàng ngày, anh em hãy cùng nhau đón xem. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.